rõ ràng đội nhóm của mình kiểm soát được thời gian rồi thì chúng ta cũng kiểm soát được, đúng không? Thì chúng ta là một mạng lưới có mối quan hệ. Nếu như trong gia đình mà anh chị không quản lý được thời gian của con, của vợ, của chồng thì anh chị có quản lý được thời gian của mình không? Vừa đi ra khỏi nhà nha, điện thoại kéo, đúng không? Không ổn được. Thế cho nên cái thông suốt nhé, thông suốt vấn đề là anh chị mong muốn điều gì, như thế nào thì hỗ trợ những người xung quanh làm được cái việc đấy trước. Khi chúng ta hỗ trợ những người xung quanh đạt được điều đấy, chúng ta có được ba cái giá trị. Chúng ta có được ba cái giá trị. Giá trị thứ nhất là những người xung quanh chúng ta đạt được điều đấy trước thì người ta thuần thục công việc đó. Đấy là cái giá trị thứ nhất nhé. Tức là những người xung quanh chúng ta thuần thục được cái công việc đấy. Đấy là giá trị thứ nhất. Giá trị thứ hai, giá trị thứ hai là chúng ta là người cho đi trước, cho nên những người xung quanh chúng ta họ có một thái độ rất tích cực, đó là biết ơn. Thì nó có cuốn sách ấy, cái cuốn Năng Lượng Kim Cương chỉ rất rõ này, lòng biết ơn một cách chân thành tạo ra may mắn. Lòng biết ơn một cách chân thành luôn luôn tạo ra may mắn. Như vậy chúng ta muốn có được những vận may, chúng ta muốn luôn luôn vui vẻ thì chúng ta luôn luôn có cái lòng biết ơn. Tiếp này, lòng biết ơn tạo nên một cái đội nhóm mạnh. Như vậy khi chúng ta giúp đỡ người khác có được cái điều đó trước thì chúng ta có được cái lòng biết ơn, có được đội nhóm mạnh. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa, chúng ta xứng đáng là một thủ lĩnh, xứng đáng là leader. Và thủ lĩnh leader thì chỉ cần hai tiêu chí thôi, không nhiều đâu nhé. Bây giờ như anh Hùng bảo đội trưởng cần những tiêu chí gì thì chia sẻ với anh chị là đội trưởng chỉ có hai tiêu chí thôi. Tiêu chí thứ nhất là gương mẫu, rất là gương mẫu. Đấy là tiêu chí thứ nhất. Bởi vì nếu như cái năng lực có thể yếu một tí nhưng mà vì mình là người gương mẫu thì anh em nói theo, nhưng mà năng lực của mình tốt nhưng mình không gương mẫu anh em không theo đâu. Cho nên thứ nhất là mình phải là người gương mẫu. Đấy là tiêu chí thứ nhất là leader. Tiêu chí thứ hai là quay lại cái ban đầu mình chia sẻ, tức là luôn luôn giúp đỡ người khác để đạt được cái mà mình mong muốn. Trước cũng đã chia sẻ đấy, nếu như bây giờ anh Khang có một cán bộ rất là tuyệt vời kinh doanh mong muốn mua được một cái xe T8 nhỉ, chứ bạn ấy bảo bạn TT, Audi TT. Audi TT. Vâng. Vâng. Bạn ấy mong muốn mua được cái xe đấy. Vâng. Có thể anh Khang đang đi cho đi hai chấm thôi, nhưng anh Khang hỗ trợ bạn đó kinh doanh đạt doanh số và lợi nhuận, mua được cái xe đó trước. Thế này hình dung không? Và đến lúc bạn đã mua được cái xe đấy thật thì có cái điều gì thú vị nó xảy ra? Cái điều thú vị thứ nhất xảy ra là gì? Cái quá trình bạn đi kinh doanh đạt doanh số mua được cái xe đó là bạn đã thuần thục rồi, bạn đã rất giỏi rồi, đúng không? Và bạn đấy mua được cái xe đó thì những người khác cũng nhìn vào, cách bạn ấy làm mà mua được cái xe đó, gương mẫu mà. Ok, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn ấy vô cùng biết ơn anh Khang đã tạo điều kiện cho bạn ấy. Và sau đó là gì? Chính bạn ấy là người nhân bản ra cái đội nhóm của mình. Và anh Khang không phải là có một cái xe đi đâu, mà anh Khang sẽ có nhiều cái xe đấy. Bởi vì bạn ấy là người nhân bản ra được nhiều ekip làm việc để ra cái xe như thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là rõ ràng là gì? Tạo ra một cái lòng biết ơn, tạo ra cái may mắn. Lòng biết ơn luôn luôn tạo ra cơ hội và may mắn.
Cho nên là bất kỳ ai nha, anh chị lưu ý một cái điều này, đó là bí mật nha. Bất kỳ ai đối với mình như thế nào mình cũng biết ơn họ. Bởi vì chúng ta chỉ cần có một chút không hài lòng thôi thì nó đã tạo ra tiêu cực, nó tạo ra không may mắn. Bất kỳ ai đối xử với mình như thế nào mình cũng biết ơn họ, thì mình luôn luôn là người may mắn, luôn luôn có được những cơ hội may mắn. Thế thì đây là cái chúng ta thống nhất với nhau cái quan điểm và cái cách đi. Tôi chỉ rất rõ là chúng ta đi theo cái cuốn sách nào và cách lập luận như thế nào để nó ra. Rồi bây giờ chúng ta thống nhất với nhau về mặt thời gian. Chúng ta đang bị hỗn loạn về mặt thời gian. Tôi là người vượt qua được sự hỗn loạn về mặt thời gian kinh điển. Tôi chia sẻ với anh chị là kinh điển nhất. Vì sao ạ? Thì tôi là bếp trưởng. Tôi là bếp trưởng của hệ thống nhà hàng. Thì rõ ràng từ 5 giờ sáng đúng không? Đến 11 giờ đêm đúng không? Thì tôi phải luôn có mặt ở trên bếp, luôn có mặt về hàng hóa, thậm chí đến giờ bán hàng phải giao lưu với khách, đúng không? Thì tôi đã vượt qua được sự hỗn loạn thời gian như thế nào? Lúc đầu tôi không tin, tức là 7 năm đầu tôi không tin. Các thầy ở Đại học Kinh tế Quốc dân bảo với tôi là ông cứ chổng mông vào cái bếp như thế thì đến bao giờ ông ngẩng mặt lên được. Và thực sự là không biết có giải pháp gì, không biết làm thế nào. Thế thì chia sẻ với các chị một cái nguyên tắc ngược như sau ạ. Khi tôi vào một cơ sở thì một ngày tôi dạy cho nó 12 tiếng. Khi tôi có hai cơ sở thì một ngày tôi dạy cho nó 6, một ngày tôi dạy cho nó 10 tiếng. Thế là hai cơ sở. Khi tôi có ba cơ sở thì một ngày tôi dành cho nó có 6 tiếng thôi. Khi tôi có 5 cơ sở thì một ngày tôi dành cho nó có 3 tiếng. Và đến bây giờ tôi có 9 cơ sở thì một ngày tôi dành cho nó 1 tiếng. Nhưng khi đến 30 cơ sở thì một ngày tôi dành cho nó có nửa tiếng thôi. Ngay là không thể hình dung được ra nó như thế nào, nhưng rõ ràng tôi đang đi theo đúng cái đó. Và tôi muốn chia sẻ lại với anh chị cái anh chị đang quan tâm đến vấn đề thời gian. Tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cái cách mà tôi đã đi như thế nào. Bây giờ cả hệ thống của tôi thì có 9 cơ sở. Và một ngày tôi chỉ làm việc từ 7h30 sáng đến 9 giờ. Thế thôi, còn lại sau 9 giờ thì nó là hai máy điện thoại là tôi tắt. Hoặc là tự các bạn xử lý công việc. Tôi đi giao lưu với anh em. Đấy là lý do tại sao tôi đi được nhiều thế. Thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái. Nhưng mà khi mà đạt, trước khi đạt được cái đó nhá, nó giống như thế này này. Nó giống như quá trình tu luyện đấy. Nó giống như học võ ấy. Trước khi mà thuần thục được cái võ đấy thì phải khổ luyện và rất là áp lực. Khổ luyện lắm, áp lực lắm. Nhưng mà không vượt qua được cái đó, cái khổ luyện áp lực đấy nó không đạt được đâu. Ví dụ như bây giờ nhá, khách cứ gọi tôi mà tôi cứ về nhà hàng thì là tôi chết thì còn gì nữa, làm sao tôi thoát được, đúng không? Tức là biết buông bỏ. Và nếu như bây giờ, như vậy cái năng lực của tôi bây giờ là có thể quản lý được 30 nhà hàng và mỗi ngày chỉ có 30 phút cho nó thôi. Như vậy là càng nhiều việc càng nhiều nhân sự thì thời gian dành cho nó càng ít. Nó ngược hẳn với nhé. Càng nhiều việc, càng nhiều hợp đồng thì chúng ta gì? Càng làm nhiều, đúng không? Chúng ta đang như thế đúng không? Càng bận. Thế mà rõ ràng càng bận thì chúng ta trở thành gì? Chúng ta trở thành con trâu cày. Chúng ta trở thành nô lệ của thời gian đúng không? Thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bí quyết là làm sao tôi đạt được như thế. Và khi anh chị áp dụng thành công ấy,
đấy, chị sẽ cảm thấy rất là sung sướng, tức là mình có nhiều thời gian để làm gì, để đi học, đi giao lưu, đi đánh cô. Chúng ta có nhiều thời gian, nhưng mà trước khi chúng ta thực hiện thì chúng ta giao hẹn với thủ lĩnh của chúng ta ấy, giao hẹn với anh Hùng ấy, là mọi công việc anh giao em vẫn hoàn thành, nhưng thời gian còn lại anh phải cho em đi chơi nhỉ, anh đồng ý không? Đồng ý ký mà em mới thực hiện, đúng không? Không có đến lúc mà chúng ta giải phóng được thời gian của chúng ta xong anh ấy bỏ thêm nhà máy nữa, đúng không? Cứ thời gian chúng ta hở ra thì anh lại nhấn thêm việc vào thì không bao giờ đạt được. Tức là chúng ta đo bằng cái gì ạ? Cái năng lực. Cái năng lực của chúng ta được đo bằng khối lượng công việc. Và khối lượng công việc không phải là khối lượng kiếm tiền đâu ạ, khối lượng tiêu tiền. Ví dụ như cái năng lực của tôi bây giờ, một giờ là tôi tiêu 2 triệu 3, ngủ thức như nhau, tức là cứ mỗi giờ trôi qua là tôi tiêu 2 triệu 3. Và năng lực của tôi có thể tiêu được 6 triệu trên một giờ. Nhưng tôi mới chỉ đạt được 1/3 thôi, còn 2/3 nữa. Nhưng mà đến khi đến ngưỡng đấy rồi thì phải đi học, phải thay đổi. Thế thì bây giờ nhá, câu hỏi đặt ra là cái năng lực của anh chị bây giờ đang chi bao nhiêu tiền trên một giờ? Thì đấy là được đánh giá là cái năng lực, đúng không? Năng lực tiêu tiền chứ không phải năng lực kiếm tiền. Bởi vì đã biết cách tiêu là biết cách kiếm. Chia sẻ với anh chị, tiếp tục chia sẻ với chị một cái công cụ để mà cho chúng ta tương tác với nhau nhé. Chúng ta sẽ có bốn cái sơ đồ. Sơ đồ thứ nhất, buổi chiều tôi sẽ chia sẻ trên màn hình. Sơ đồ thứ nhất là cái bản mục tiêu cuộc đời theo bánh xe cuộc đời, thì nó gắn giữa cá nhân chúng ta là trung tâm, sau đó là gia đình là thứ hai, doanh nghiệp là thứ ba nha. Doanh nghiệp không phải đứng đầu, doanh nghiệp còn hùng mà không phải có quyền đâu, cho nên doanh nghiệp là đứng thứ ba. Thứ hai nữa là công cụ sàng lọc tiết kiệm được 25% thời gian. Thứ ba nữa là cái công cụ sàng lọc để tiết kiệm được 25% tiền. Đấy là cái thứ ba. Cái công cụ thứ tư là công cụ khá áp lực. Tức là cứ 30 phút nó nhắc một lần ở trên máy điện thoại này. Và toàn hệ thống biết là giờ này em Hùng đang ở đâu và làm gì với ai. Thế như vậy nhá, chúng ta thực hiện cái công cụ này thì chúng ta phải gì? Chính trực đã, minh bạch công khai chính trực đã. Bởi vì là giờ nào làm gì ở đâu với ai báo cáo hết mà. Thì sẽ chia sẻ với anh chị những cái công cụ như vậy để anh chị có thể quản lý được về mặt thời gian, đúng không? Thì sau đây thì xin cảm nhận của anh chị, mong muốn của anh chị. Sau đó thì là buổi chiều chúng ta sẽ chia sẻ bốn cái công cụ này. Tiếp này, điều quan trọng nhất là anh chị về làm việc, làm bài tập và gửi lại cho nhóm. Thì tôi vừa hướng dẫn các anh chị về ăn công việc đấy, làm hai nhóm, một là nhóm Facebook. Nhóm Facebook là cái nhóm nội bộ, là đưa lên tất cả những cái văn bản, những cái biểu mẫu đưa lên nhóm Facebook thì cũng cho cả lãnh đạo vào đấy, nhưng mà lãnh đạo yêu cầu của lãnh đạo là không ý kiến thì vào đấy xem thôi, không ý kiến. Cái nhóm thứ hai là nhóm Zalo. Nhóm Zalo thì để chúng ta tương tác, chúng ta đốc thúc nhau, cả nhóm Zalo và Facebook thì chúng ta đều xây dựng, một là cái luật chơi, kỹ năng tương tác, một là nội dung tương tác này, hai là thái độ tương tác này, ba là thời điểm tương tác này, bốn là nếu như không tương tác thì mỗi một người
trong một lần tương tác thì nộp tiền và phân lợi là bao nhiêu tiền. Chúng ta cử ra nhóm trưởng và mua một con lợn to, mỗi năm đập con lợn đã đi liên hoan, mỗi lần chậm tương tác là 20.000 hay 30.000 hay 50.000, cứ thế tự động bỏ vào con lợn, được không? Và việc của thủ lĩnh như anh Hùng thì chỉ hỏi là gì? Cái đấy làm chưa? Cái đấy làm chưa? Khi chúng ta làm trở thành thì thói quen thuần thục thì chúng ta mới ốp xuống gì? Đội ngũ dưới quyền của chúng ta. Ok ạ. Thì đó là cái cách thức về quản lý thời gian. Tiếp này, để mà chúng ta quản lý thời gian được thì chúng ta cần phải có cái gì ạ? Có nhân sự tốt. Thì nhân sự thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị 6 cái công cụ để quản lý nhân sự. Các anh chị có thể ghi lại và tìm hiểu trước. Cái công cụ thứ nhất là công cụ quản lý nhân sự theo DESC, đây là công cụ thứ nhất. Công cụ thứ hai là quản lý nhân sự theo nhóm máu, cái này là người Nhật người ta làm rất giỏi, nhóm máu. Cái thứ ba là quản lý nhân sự theo học vấn, trình độ học vấn. Cái thứ tư là quản lý nhân sự theo văn hóa vùng miền, cái này người Nhật rất cần và rất thích, theo văn hóa vùng miền. Cái thứ năm là quản lý nhân sự theo sinh chắc vân tay, NLP, sinh chắc vân tay. Cái thứ sáu là quản lý nhân sự theo tử vi tướng số. Thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị 6 cái công cụ này để khi nhân sự nói dối thì là biết. Nhân sự vào phỏng vấn bước vào cửa đã biết là được việc hay không rồi, đúng không? Thì khi mà anh chị nắm được 6 cái công cụ quản lý nhân sự này thì anh chị cứ tin lắm, cứ tin là nhân sự nói dối hay không là biết, và nhân sự có thể thăng tiến ở mức độ nào, ở mức độ nào là biết. Ok, tiếp nữa này, cái mục tiêu của đội nhóm chúng ta ấy, mục tiêu đội nhóm chúng ta cần đạt đến hai việc, hai thứ. Đạt ra cái thứ nhất, cái này anh Hùng ghi lại đỗ thúc nhé, một người luôn luôn làm được 3 việc thuần thục thành thạo. Một người làm được 3 việc thuần thục thành thạo luôn luôn như thế. Tiếp này, một việc luôn luôn có 3 người thường trực thay thế. Tôi chia sẻ câu chuyện này như sau. Khi mà cái người Mỹ ấy, người ta phát hiện ra là tại sao cái thằng Nhật mà nó làm việc hiệu quả như thế, nó linh động, nó linh hoạt, nó hiệu quả như thế, thì người Mỹ mới quay sang nghiên cứu cái cách làm việc của người Nhật. Và người Mỹ mới phát hiện ra là cái cách làm việc của người Nhật họ học từ đâu ạ? Họ học từ người Mỹ. Tức là họ, người Nhật học từ cái đội thủy quân lục chiến của Mỹ ấy. Là một người, một thủy quân lục chiến thì bao giờ cũng thành thạo ít nhất là 3 việc ở trong cái đơn vị của mình. Và một vị trí bao giờ cũng có 3 người sẵn sàng thay thế nhau. Thì cái đó nó xuất phát từ quân đội Mỹ. Thế nên khi người Nhật người ta học, người ta áp dụng vào trong doanh nghiệp, nó có hiệu quả, nó thay đổi bất ngờ. Và khi nó hiệu quả thay đổi bất ngờ thì người Mỹ này quay lại học người Nhật. Thì đấy là một cái sự thay đổi rất là tuyệt vời. Và cha ông chúng ta đã thực hiện cái điều này lâu rồi. Chia sẻ với anh chị hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là cái cuộc hành quân của Quang Trung từ Phú Xuân ra đến thành Thăng Long, là người ta chứng minh là cuộc hành quân đấy không nghỉ thì mới đạt được tốc độ như thế. Thế là lịch sử đã chứng minh được là vậy thì không nghỉ thì đi kiểu gì, đúng không? Thì có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là khi Quang Trung Nguyên Huệ ra đến Vinh
thì bắt đầu là thời tiết lạnh, được không? Thế và cả đoàn quân quay ngựa như vậy, đứng trước một con sông, nhưng mà Quang Trung Nguyễn Huệ giả vờ ngủ trên lưng voi, và cứ như vậy cả đoàn quân vượt qua dòng sông. Đấy là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là về vấn đề ăn uống lương thực, thì bao giờ cũng có đội quân ngựa chạy trước bảo cho dân chuẩn bị. Thế còn lính hành quân như sau: hai người khiêng một người, và cứ liên tục như thế đi, cứ 4 tiếng đổi một lần, thì có một người lúc nào cũng ngủ và hai người lúc nào cũng hành quân. Thế như vậy nhá, lương thực là có sự chuẩn bị trước của một đội kỵ binh. Thế còn lính hành quân là cứ hai kêu một. Thì đó là trong lịch sử của chúng ta. Tiếp nữa là trong cuộc kháng chiến của chúng ta là kháng chiến du kích đó, một chỉ huy ngã xuống thì lập tức có hai ông lên làm chỉ huy luôn, và lại chạy tiếp chứ không dừng. Một trong những lý do mà chúng ta thắng được quân Pháp, bởi vì khi quân Pháp mà thủ lĩnh bị bắn chết thì nó phải thảo luận mãi nó cử ra được thủ lĩnh khác. Nhưng của ông Việt Nam là gì? Mặc đi, ông thứ nhất đi thì ông thứ hai lên. Ok. Vậy thì trong doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta cần phải đạt được đó là gì? Một người làm ba việc thuần thục, và một vị trí công việc luôn luôn có ba người thay thế. Bây giờ câu hỏi đặt ra nhé. Bây giờ mặc định trong doanh nghiệp của anh chị tất cả các bộ phận đều đạt được như thế rồi, nha. Thế anh chị thấy được điều gì ạ? Tất cả mọi người đều đạt được như thế rồi, thế anh Khang thấy được điều gì ạ? Một người làm thuần thục được ba việc và một vị trí lúc nào cũng ba người thay thế, thế anh thấy được điều gì? Thì doanh nghiệp hoạt động sẽ rất là trôi chảy, không bị gián đoạn. Không bị gián đoạn. Đúng rồi. Thì bây giờ thủ lĩnh thiết lập một cái hệ thống đào tạo nhau để đạt được cái điều đấy, số 1. Thì đâu đó nhá, đâu đó 9 tháng sẽ đạt được điều đấy. Lý do như sau. Tức là ví dụ chị kế toán bây giờ đang làm kế toán, thì việc tiếp theo chị học là học gì? Hỗ trợ bằng nhân sự, tuyển dụng và đào tạo. Việc tiếp theo chị làm là gì? Hỗ trợ marketing, chăm sóc khách hàng, vân vân. Thì mỗi một việc 3 tháng, thì sau 9 tháng chúng ta sẽ có một đội ngũ vòng tròn hoàn thiện và tự bắt tay chỉ việc đào tạo nhau, thì nó sẽ rất là ok và đạt được điều này. Và khi doanh nghiệp chúng ta đạt được điều này thì thủ lĩnh không phải lo về cái chuyện công việc nữa. Ví dụ tôi làm nhà hàng, chia sẻ với anh chị, tôi đã vượt qua được một cái điều mà tưởng chừng như không bao giờ làm được, nhưng mà tôi đã làm được. Tức là một bạn quản lý bao giờ cũng làm được ba việc: một là quản lý, hai là bếp trưởng, ba là kế toán. Và ngược lại, bạn bếp trưởng cũng làm được kế toán, làm được quản lý, và ngược lại kế toán cũng làm được. Tức là ba cái vị trí kỳ đấy bao giờ cũng là đang chéo cho nhau. Nghĩa là khi các bạn ấy có công việc bận thì các bạn ấy bàn giao công việc như sau: chụp một cái hình gửi cho cái người mà hỗ trợ ấy, thế là xong. Cái hình đấy là gì? Một là sơ đồ nhân sự, hai là sơ đồ vận hành, thế thôi. Như vậy là một bạn từ cơ sở khác đến hỗ trợ thì trên đường đến đã nhận được cái hình đấy rồi, và bạn đã được đào tạo sang bàn cái hình đấy rồi, đến làm được việc luôn. Cho nên các bạn ấy nghỉ bất kỳ lúc nào thì công việc nó vẫn cứ chạy thôi. Ví dụ bây giờ tôi muốn là tôi hỗ trợ một cái cơ sở nào đấy thì tôi đều nói là gì? Chụp hình gửi. Thì bạn ấy có hai cái sơ đồ, một là nhân sự, hai là sơ đồ làm việc. Ok, xong. Thế thì tại sao nó lại có được một cái sơ đồ đấy như vậy? Thì tôi chia sẻ với anh chị cái công thức như sau. Các anh chị phải ghi lại cái công thức này. Trong cái quá trình huấn luyện đào tạo ấy, thì anh chị tuân thủ cái công thức của não bộ.
công thức nhận thức của não bộ. Não bộ của chúng ta nhận thức dưới dạng văn bản, tức là bao nhiêu quy trình quy chế bằng văn bản nhé, thì nó chỉ ở 7% thôi. Cái văn bản này chúng ta đào tạo nhau nó chỉ hiểu, cái não nó hiểu 7% thôi. Như vậy 7% có làm được việc không ạ? Không làm được việc. Đây là lý do tại sao mà anh chị cứ đào tạo rất nhiều mà nhân sự không hiểu, đúng không? Chúng ta tương tác mãi nhân sự không hiểu đúng không? Bởi vì có 7% thôi. Chắc chưa? Cái thứ hai là chúng ta gửi bằng hình ảnh và nhiều màu sắc càng tốt. Hình ảnh và nhiều màu sắc càng tốt thì cái não bộ nó nhận biết, nó hiểu được 38%. Não bộ nó hiểu, nó nhận biết được 38%. Cho nên khi chúng ta điều hành, chúng ta cứ vẽ thật nhiều và nhiều hình ảnh mà, thì nó hiểu được 38%. Tiếp này, còn 55% là não bộ nó nhận, nó nhận qua cái gì ạ? Qua tương tác. 55% là nó nhận và nó xử lý qua tương tác. Cho nên là bắt tay chỉ việc. Nhiều anh chị bảo công ty chúng tôi làm gì có quy trình quy chế đâu mà vẫn cứ làm việc học bằng, nên có vấn đề gì đâu, đúng không? Bởi vì là bắt tay chỉ việc đã được 55% rồi mà. Thì trong cái quá trình đào tạo và quá trình tương tác đội nhóm nhá, các anh chị hiểu cái nguyên tắc này. Cho anh thủ lĩnh đừng có hỏi tại sao là đánh một trăm bạn dài thế nhưng đang không đọc là đúng rồi, không đọc phải chính xác rồi. Bởi vì người ta không tiếp nhận bằng cái con đường đấy đâu, mà tiếp nhận bằng cái gì? Bằng hình ảnh, bằng màu sắc và bằng tương tác, đúng không? Do vậy là chúng ta đều là những cái thủ lĩnh lãnh đạo cấp trung, thì chúng ta cần phải vẽ được cái sơ đồ, chúng ta cần vẽ được sơ đồ cái môi trường chúng ta làm việc ấy. Cái gì ở đâu như thế nào là phải nhớ vào đầu và vẽ cái sơ đồ. Tiếp này, vẽ sơ đồ nhân sự nữa. Ai làm việc gì, vị trí nào, bao giờ, vẽ cái sơ đồ nhân sự nữa. Lưu ý như sau, sơ đồ nhân sự này mỗi người vẽ theo một kiểu khác nhau, không giống nhau. Anh Hùng vẽ theo kiểu anh Hùng, anh Quyền vẽ theo kiểu anh Quyền. Bởi vì sao? Cái não bộ của các anh ấy nó nhận thức khác nhau. Nha, cho nên khi mà anh Hùng kiểm tra về nhân sự của mình thì anh Hùng chỉ hỏi hai thứ thôi. Vậy thì cái sơ đồ của cái sở đấy của anh đâu? Không phải copy của người ta nhé, tự anh vẽ ra. Rồi cái sơ đồ của nhân sự vận hành đấy đâu? Tự vẽ ra. Thì khi mà anh chị đã vẽ được cái sơ đồ đấy thì đâu đó anh chị đã hiểu được 38% rồi, gần làm được việc rồi đấy. Thì cần tương tác thêm một chút nữa là làm được việc thôi. Ok, quay trở lại vấn đề nhân sự của anh chị đúng không? Các anh chị cũng tương tác với họ như thế, các anh chị sẽ đạt được kết quả. Đây là cái nguyên tắc hoạt động của não bộ. Trong công ty của anh Khang cũng thế, cái văn phòng ở Hà Nội, cái gì ở đâu như thế nào các bạn nhân sự vẽ hết ra thật chi tiết ra. Nhân sự nào ngồi ở đâu, làm việc gì, giờ nào, vẽ chi tiết ra. Ok, thậm chí còn hình dung ra cả những cái tương tác nữa thì mới điều hành được xa được. Thì tôi chia sẻ với anh chị là một trong những cái bí quyết để mà tôi thoát ra khỏi doanh nghiệp, tôi điều hành được từ xa là vì trong đầu tôi nó đã vẽ ra rồi. Cái góc nào, cái gì, ở đâu, ai đứng, vị trí nào, như thế nào. Tôi chia sẻ với anh chị là tôi mở chuỗi nhà hàng vì trong cái tình huống như sau ạ. Tình huống thứ nhất là khi tôi mở một nhà hàng thì cái thời gian dành rất nhiều, 12 tiếng. Thứ hai nữa là các cái buổi trưa, buổi tối là khách gọi tôi đến uống rượu bia rất nhiều. Và anh chị đi đâu ăn thì anh chị đều muốn là chủ bar. Thì uống rượu bia tôi không sợ, để tôi uống được rượu bia rất nhiều. Nhưng tôi sợ nhất là gì? Một buổi trưa mà uống 5-6 loại bia, 5-6 loại rượu vào trong bụng nó đánh nhau. Thì cái nội bộ rượu bia nó đánh nhau lên mới là cái chết. Cho nên tôi mới nói là mình vẫn mong muốn làm nhà hàng, nhưng làm sao để mình không phải uống rượu bia nữa. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi phải mở cái nhà hàng thứ hai. Bởi vì khi mở cái nhà hàng thứ hai thì khách gọi ở chỗ này, tôi bảo tôi ở chỗ kia. Khách gọi chỗ kia, tôi bảo tôi ở chỗ này.
Nhưng về sau khách phát hiện ra khách không hỏi tôi là mày ở đâu đấy. Rồi, khách không hỏi là khách đang nói là khách đang ở đây, mà khách hỏi luôn là mày đang ở đâu đấy. Thì tôi biết là đây là khách biết cái boss của tôi rồi. Thì tôi lại hỏi ngược lại khách là gì? Anh mô tả chung quanh một tí đi. Anh đang đứng ở chỗ nào, anh đang ngồi chỗ nào. Thì khách chỉ cần nói một chi tiết thôi là tôi biết khách đang ngồi ở đâu. Thì tôi nói là tôi ở bên kia, tôi không ở chỗ khách ngồi nữa. Thế do đây là cái kinh nghiệm để quản lý nhà xưởng, kinh nghiệm quản lý văn phòng, kinh nghiệm quản lý nhân sự, đó là gì? Vẽ sơ đồ từng vị trí và điều hành vận hành nó như thế nào. Tiếp nữa này, trong cái quá trình mà anh chị sát hạch nhân sự ấy, vẽ sơ đồ lên rồi ấy, trong quá trình sát hạch nhân sự ấy, thì yêu cầu nhân sự miêu tả cái lộ trình di chuyển, miêu tả cái lộ trình di chuyển xem có bị thừa bước nào không. Nhiều nhân sự đã đi lại nhưng mà không quăng, nhưng mà làm việc không hiệu quả, thì chúng ta mới phát hiện ra là gì, có nhiều cái bước di chuyển thừa không cần thiết, thì chúng ta cũng không, chúng ta yêu cầu nhân sự điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Thì trong cơ quan, trong nhà máy, đúng không, nhân sự di chuyển chính xác cái từng bước thì lúc đấy là cái năng suất lao động tự nhiên nó cao thôi, tiết kiệm được năng lượng thì cái năng suất lao động nó cao. Ok, thì chia sẻ với chị bước đầu những cái thông tin như vậy. Xin cảm ơn của anh Hùng. Xin chào anh. Cảm ơn anh Bán. Rất là ủng hộ anh Bán, vì qua mấy cái môn tả sơ được thì cũng thấy là một cái mọi người cũng đang hỏi và rất là ứng dụng thực tiễn và rút rút. Thì anh Quyền cũng đang điều hành cái 4H học hành hiểu và hướng dẫn, thì anh đang đến cái giai đoạn là từ 4 từ lâu rồi. Và anh Quyền bây giờ mình đã được điều hình và rất may là cũng vì anh Quyền là bắt đầu áp dụng là hỗ trợ giúp đỡ người khác, cho nên là nó kết quả rất đỡ, nên là có anh Quá thì chia sẻ. Và đây cũng là anh Quyền cũng đã bắt đầu hành cái bắt đầu thôi. Trước đây thì nó chỉ có ở đâu đó một vài cấp độ này, nhưng bây giờ đang muốn nâng lên cấp độ toàn công ty. Có nghĩa là cái phần mà lúc anh có chia sẻ 48 vấn đề trong công ty, thứ nhất là giúp người khác, 46 quản lý, 46 này giúp người khác có được thời gian thì mình sẽ có thời gian. Thế đấy là chưa nói về cả cái nhân quả hay là các cái triết lý quản giáo. Mà nhân viên bên dưới của mình mà làm tốt, họ đỡ hỏi mình, đỡ mất thời gian, lon thẳng thì cái logic của mình đã được rồi. Cái gì anh khan như anh Hùng ơi, cái làm thế nào? Nhưng mà có khi khi mà anh đi ngủ hay anh đi vệ sinh thì cũng lại thì trời hỏi thì bao giờ mới giải quyết được? Cho nên nếu mà dành thời gian cho họ để họ triển khai, dành thời gian cho họ để họ nắm bắt được công việc tốt hơn, thì họ đã không phải hỏi mình rồi. Đương nhiên mình đã dành bớt được cái thời gian mà họ hỏi rồi. Thì cái thứ hai là biết ơn. Khi biết ơn thì chính là nhìn được điểm tốt của người khác, và nhìn điểm tốt thì khuyến khích được họ, và khuyến khích được thì đương nhiên là anh em nó hào hứng làm, thay vì nó cứ đổ lỗi cho công ty rồi nó tìm mọi thứ thì giờ mình khuyến khích được họ. Thì cái này thì cũng là cần làm mạnh làm việc. Vấn đề thứ ba là muốn là cái là tìm được điều họ muốn thì họ mới làm về cho công ty. Nếu họ không muốn thì chẳng biết lý do họ vào công ty là gì. Và nữa thì họ lại thấy công ty khác lương nó tăng cao hơn 50.000 thôi đi. Và bán tiền đấy như vậy, chỉ cần lương tăng hơn 50.000 thôi. Đấy, thứ hai là chỉ cần hai ông cùng tăng lương, nhưng mà tăng trên nó 50.000 thì họ cũng đi. Có thể là tăng lương, mỗi ông một lần tăng lương 2 triệu, 3 triệu. Nhưng hôm nay chỉ cả trên ông kia 100.000 thôi là họ chỉ tập trung một cái tôi tự lái thôi, là họ cũng xin nghỉ nhiều một thời gian thứ khác. Họ quên mất rằng là họ đang được tăng 2 triệu hoặc 3 triệu. Họ chỉ biết rằng là cái cậu khác, cái thằng kia nó hơn mình 100.000, thế là họ xin nghỉ thôi. Còn đi chỗ khác cũng thấp hơn hay cao hơn, họ không cần phải. Thế thì cái việc mà anh Quyền nói và cái việc mà thủ xứng đáng là được. Một ông quản lý một lời việc thì đương nhân viên nó cũng trốn việc, nó cũng lừa việc. Thế nên là lãnh đạo làm gương ở đây thì có 3 khẩu hiệu đấy, nó có 4 khẩu hiệu.
thứ nhất là lãnh đạo là làm gương là cái đầu tiên rồi, nó ở đây thì chưa dán thì bên kia thì đã dán rồi. Thứ hai là lãnh đạo làm phong trào đó, cho nên lãnh đạo điều việc thì nhân viên điều việc, lãnh đạo mà thiếu trách nhiệm nhân viên thiếu trách nhiệm, bởi vì lãnh đạo đổ lỗi cho nhân viên lại đổ lỗi thì điều đó hết. Thứ ba là lãnh đạo truyền cảm hứng, thì nếu mà truyền được cảm hứng thì anh em không làm, không truyền được cảm hứng thì anh em không làm. Và nhân viên chính là tấm gương phản chiếu của lãnh đạo, cho nên là nhìn công ty này thì làm việc của bản thân các lãnh đạo, bản thân tôi cũng là có những cái điều mà bắt đầu phải nhìn nhận lại để làm sao có những cơ hội để tiếp nhận được những cái gọi là thầy thiện chí bản tốt sách hay để có cơ hội đổi mới, còn cũng không tự mãn cái việc là tôi đã làm đến thế này thế kia ở trong hành trình phát triển. Và hôm nay cũng là cái cơ hội rất là tuyệt vời, cũng đúng những cái mà thứ mà ăn công việc đang có nghĩa đang muốn tiếp nhận học hỏi và thực hành trong công ty. Anh cho anh cũng được từng năm có một nhóm gọi là nhóm ECI, hôm qua tôi đặt tên nó là nhóm ECI, là nhóm OC. Nhóm OC có nghĩa là mọi cái điều tốt hay mọi cái thực hành ấy nó bình thường những cái việc hít thở thôi, chứ không phải là lúc nào mà chúng ta nghe thở thì chúng ta mới thấy oxy con đấy, mà nó lại trở thành bình thường. Thế là cái cảm nhận là cũng cảm ơn anh Bá rất nhiều. Một cái cách mà anh Bá chia sẻ thì rất là dễ để anh em tiếp nhận. Giám đốc đôi khi nói thì anh em có thể chưa chắc là đã hiểu, bởi vì ông nói phức tạp quá. Nhưng mà khi anh Bá chia sẻ thì rất là nhiều anh em đây cũng chia sẻ cảm nhận như thế ra. Còn nhiều lại còn nhiều lại cho anh em khác. Xin cảm ơn anh Bá một lần nữa. Thì bây giờ tìm ra được một cái hình mẫu của người thành công.
mà anh cũng cảm thấy gần gũi, anh có thể học được không? Chứ hình mẫu mà nó xa vời quá là không học được đâu. Gần gũi nhất. Như vậy cái hình mẫu đấy có thể gì? Có thể thay đổi. Sau một thời gian có thể thay đổi. Bởi vì như đàn đời như anh Hùng rồi thì thay đổi. Anh Hùng không cần hình mẫu nữa. Thay đổi. Ok, đây là việc thứ ba nhá. Việc thứ tư này. Việc thứ tư người thành công làm là mỗi tuần gặp một ông thầy, một nhà huấn luyện, một đến hai tiếng mỗi tuần gặp một nhà huấn luyện hoặc một ông thầy thì một đến hai tiếng để nghe người ta chỉ giáo, nghe giảng dạy, nghe chỉ giáo. Thì riêng về cái việc này chia ra thành hai nhóm. Riêng về việc này chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những chiến lược gia, tức là chiến lược tư vấn, chiến lược kinh doanh, chiến lược cuộc sống. Đấy là nhóm thứ nhất, là tư vấn cho chúng ta chiến lược về cuộc sống, chiến lược về kinh doanh. Chiến lược tức là dài hạn đấy, cả cuộc đời ấy. Tư vấn cho chúng ta về chiến lược cuộc sống, chiến lược kinh doanh. Cái ông thứ hai là ông tư vấn cho chúng ta về chiến lược tâm linh, tức là nó ổn định cả mặt tinh thần tâm linh. Nếu không thì hôm nay theo thầy này, hôm nay theo ông thầy khác chết. Hai cái này phải ổn định nhá, cái chiến lược này là phải ổn định. Thì tìm được ông thầy đấy chưa, tìm được cái người đấy chưa, nhất định phải tìm được. Trước tìm được thì lên đường đi tìm. Ok, cái nhóm thứ hai là nhóm coaching. Nhóm thứ hai là nhóm coaching, tức là cái người ốp vào huấn luyện mình hàng ngày, cái người ốp vào huấn luyện mình hàng ngày để mình đạt được mục tiêu. Thì nó gồm như ông như sau. Ông thứ nhất là sếp trực tiếp, ông đấy là ông hỏi nhiều nhất, ông sếp trực tiếp, lãnh đạo trực tiếp ấy, cấp trên của mình ấy, đấy là ông thứ nhất. Cái ông thứ hai ấy là chính là đối tác và khách hàng của mình. Đối tác và khách hàng của mình, đấy là cái ông ốp mình hàng ngày thành công. Cái ông thứ ba là vợ con hoặc chồng con ở nhà. Cái ông thứ tư ấy chính là bố mẹ mình ở nhà. Cái ông thứ năm chính là nhân viên cấp dưới của mình. Cái ông thứ sáu là huấn luyện viên mà do chúng ta thuê. Nếu chúng ta tập một môn golf chẳng hạn thì còn phải thuê thầy chứ, đúng không? Tập một đánh cờ phải thuê thầy. Nên ông nó cũng huấn luyện mà do chúng ta thuê. Như vậy là cái ông này đã thay đổi liên tục, tùy theo từng giai đoạn. Như vậy là mục số 3 nhé. Mục số 3 là chúng ta đã thấy sự tăng nhiệt và quyền đặt lại trên những vấn đề này rồi. Không, người thành công có 6 vấn đề mà hình như mới có 4. 4 Ok, vấn đề số 5 là thực hiện triết lý. Thực hiện triết lý. Mong muốn cái gì thì nuôi trồng cây đấy. Mong muốn cái gì thì nuôi trồng cây ấy. Mong muốn ăn cơm gạo thì phải nuôi trồng cây lúa. Mong muốn nhân sự thì phải nuôi trồng con người. Mong muốn tiền thì phải nuôi trồng cây tiền. Vấn đề số 5 nhé, là mong muốn cái gì thì nuôi trồng cây ấy. Ok, đủ chưa? Một cái nữa, 6 6 vấn đề mà. Vấn đề cuối cùng. Mong muốn cây gì, mong muốn có thế nào thì trồng. Việc mong muốn cây tiền thì trồng cây ai đây. Ok, vấn đề số 6. Không có. Đó là 5 không? 5 không?
có thành công bao giờ đúng không? Sức khỏe bao giờ, tâm trí bao giờ đúng không? Không không vấn đề mà, không có vấn đề nữa. Xin lỗi tự nhiên quên vấn đề xong. Đúng vậy. Đi phải lại xong, xin lỗi, đúng một vấn đề nhé. Thế thì chúng ta thực hiện 6 cái người thành công ấy thì ta không có nhiều vấn đề để suy nghĩ đâu. Cái người thành công nhá, chúng ta lưu ý, người ta không suy nghĩ phức tạp như chúng ta chưa thành công. Chúng ta chưa thành công, chúng ta suy nghĩ rất phức tạp. Hỏi em Hùng xem ai suy nghĩ đơn giản cực kỳ. Ai suy nghĩ gì em cho luôn. Đấy là người thành công, ok anh vừa hỏi tiếp đi ạ. Cấp chung như anh thì hàng ngày anh chỉ quan tâm đến nhân sự ba thứ thôi. Đừng có hỏi họ công việc nhé. Hỏi họ là gì? Gia đình em thế nào? Vợ con em thế nào? Đầu tiên là hỏi người thân họ đã. Thứ hai là hỏi gì? Bản thân em thế nào? Hôm nay có vui vẻ không? Hôm nay có khỏe không? Thế thứ ba mới hỏi đến công việc. Thủ lĩnh cấp chung mà bộc một phát hỏi công việc ngay là bị phản hỏi. Đúng không? Ok, xin mời cảm nhận của anh Khang. Vâng, em rất cảm ơn anh, cảm ơn chia sẻ của anh. Thì có cái câu chuyện đúng là như anh chia sẻ là một đào tạo là sao mà một người có thể làm được thuần thục và thành thạo ba việc. Thực ra em nghĩ cái đấy khó, có nhưng phải không, bởi vì mình đang muốn là bạn ấy đang tập trung tối đa hiệu quả, năng suất nhất cho mình trong cái công đoạn này. Thế nhưng đúng là nếu mình mà không đào tạo bạn ấy có thể đảm đương được công việc khác, thì trong một nhà máy hoặc là trong một bộ phận, trong một công ty không thể nào mà một việc mà phải tuyển hai người được. Chắc chắn là sẽ có người là ví dụ kế toán có thể nghỉ đẻ, nhà bạn này có thể có việc này việc kia, nhưng không thể vì bạn ý mà công ty dừng hoạt động được. Thế cho nên là chắc chắn mình phải làm sao mà để một bạn kiêm nhiệm, theo em kiêm nhiệm ít nhất là hai việc. Ba thì nghe có vẻ em sợ là, tức là theo quan điểm của em nó sẽ hơi khó nếu mà để mà thành thục thần thạo, thần thục thành thạo đó. Ba thì hơi khó, nhưng hai chắc chắn là em sẽ làm sao mà phải đào tạo được các bạn ấy, phải kiêm nhiệm thêm được một việc nữa để làm sao mà không bị gián đoạn trong cái công việc hoạt động của doanh nghiệp. Khi mà chứ còn trong cuộc sống thì luôn luôn xảy ra việc này việc kia. Con người không phải là cái máy, không thể nào bắt người ta làm việc gọi là đúng là 365 ngày trên 24
24 giờ. Mà chắc chắn là sẽ có lúc ốm, lúc đau ở nhà, có việc này, việc kia. Cho nên là cái việc mà vì một vị trí đấy mà doanh nghiệp dừng hoạt động này gây tổn thất rất là lớn cho công ty, cho nên là em nghĩ là đúng là cái đấy em học được từ câu chuyện của anh. Và đương nhiên những vấn đề khác em thấy rất hay, nhưng mà có những vấn đề đấy mà em thấy em đang suy nghĩ ở lần sau là đã tạo được như thế ạ. Cảm ơn anh Khang rất nhiều, sẽ chia sẻ cho anh cái kỹ năng, cái kỹ thuật để có thể đạt được. Vâng. Chia sẻ với anh như này, trước khi tôi biết cái lý thuyết này tôi vật vã lắm, tôi khổ lắm. Trước khi tôi biết cái lý thuyết này tôi đã phải thực hiện một cái lý thuyết mà nó nặng nề vô cùng. Tức là tôi phải thực hiện cái lý thuyết là trong mấy kiếp làm việc bao giờ tôi cũng có một đối trọng và một đối ứng. Ví dụ đối trọng là gì? Tôi có một cậu bếp trưởng thì bao giờ tôi cũng dự phòng một cậu bếp phó để sẵn sàng thay thế bếp trưởng. Đấy là đối trọng, tức là hai ông đối trọng nhau. Nhưng rất nhiều trường hợp mà hai ông đó lại chập vào nhau, tôi vẫn chết. Thì tôi lại phải chọn một đối ứng, tức là tôi lại nuôi một cậu bếp trưởng khác ở một nhà hàng khác. Thế đúng một cái là tôi gọi về. Rất nhiều tình huống là gì? Khi tôi gọi đối ứng về thì đối trọng mới té ngửa ra là tôi vẫn có sự ăn bài. Các anh chị hình dung không? Nhưng mà trước khi tôi biết đến cái lý thuyết này thì tôi đã phải làm một công việc nó cồng kềnh như thế. Rất là cồng kềnh. Nhưng sau khi tôi biết lý thuyết này rồi thì tôi áp dụng nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hóa ra nó rất đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như anh Quyền đây, anh ấy làm việc chỉ dưới người anh Hùng không? Tự nhiên anh trở thành gì? Ngôi sao. Thì cái bệnh ngôi sao là cái bệnh gì? Thường thấy là trong nhân sự. Và các thủ lĩnh tiền lương có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là gì? Bắn rụng ngôi sao đi. Giải pháp thứ hai là gì? Không cho xuất hiện ngôi sao. Thì khi mà một người làm được 3 việc và một vị trí bao giờ cũng 3 người làm ấy thì không bao giờ xuất hiện ngôi sao nữa và vô cùng đoàn kết với nhau. Thì để mà có được cái bài học này thì tôi cũng đã mất 6-7 năm sử dụng một phương pháp rất cồng kềnh, rất mất thời gian. Nhưng đến bây giờ tôi thấy là nó đơn giản rất nhiều. Và cái thắc mắc, cái băn khoăn của anh Khang thì sau này tôi sẽ đưa cho anh một cái giải pháp hoàn toàn có thể làm được như thế. Ví dụ như bạn ấy không thể đạt được 100%, ví dụ bạn kế toán mà chuyển sang làm về văn phòng thì bạn chỉ đạt 70% thôi. Hay là bạn marketing mà bạn ấy chuyển sang kế toán thì bạn đạt 70% rồi. Nhưng trong những cái tình huống, khẩn cấp thì đạt 70% là may mắn lắm rồi, đúng không? Thế tiếp nữa trong một vấn đề là với vai trò thủ lĩnh như của anh thì có đúng là mọi việc anh phải biết hết đâu. Chứ ở Việt Nam có tình trạng là thủ lĩnh biết tuốt. Thì các bạn nhân sự cũng thế, các bạn nhân sự muốn trưởng thành thì cũng học thủ lĩnh của mình đi, rất tốt. Thì đấy là cái động lực để các bạn đi chạy. Không, đúng nhá. phải biết. Nhưng mà có một cái em cũng chia sẻ đấy là đúng như anh nói là thủ lĩnh biết tuốt và phải để các bạn nhân viên biết tuốt. Nhưng có một cái ở Việt Nam em thấy là có vẻ mọi người đối với nhân sự tầm trung ấy lại sợ nhân sự cấp dưới biết tuốt công việc của mình. Đấy, lại giấu nghề em nhận không? Nó có một câu chuyện như thế, cho nên là cái việc mà phải chia sẻ với tất cả mọi người là rất quan trọng cho công ty. Chứ bây giờ lại cứ người này giấu người kia lại sợ nhân viên lại vượt bậc mình trong tầm trung. Ví dụ như là nhân viên của anh Quyền lại sợ vượt qua cả tài năng của anh Quyền để sau anh Hùng anh lại đưa lên over của anh Quyền. Đó, đấy là cái câu chuyện mà em thấy trong công ty Việt Nam đang gặp phải. Công ty Việt Nam gặp phải vấn đề đó. Các bạn hãy e ngại hai vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất, có người thay thế mình viên tuốt thì mình có nguy cơ bị mất việc. À, đúng rồi, nguy cơ mất vị trí. Anh Hùng có công nhận là có cái vấn đề đấy không? Đó, đang diễn ra chứ. Thì buổi chiều sẽ đưa cho anh chị. Yeah. Buổi chiều sẽ đưa cho anh chị cái công thức để hóa giải đó. Và khi tất cả mọi người hiểu cái công thức đấy rồi thì lại muốn cái điều đấy nó xảy ra. Thúc đẩy cái điều đấy nó xảy ra. Chứ không phải chặn nó nữa. Bởi vì nó đang muốn xảy ra mà chúng ta chặn thì nó lại càng diễn ra.
đúng không? Nhưng cấm đốt pháo thì đương nhiên Tết là pháo nổ đầy. Đấy, thì anh có làm cấm được. Thì cái đấy là có công thức, có giải pháp các anh. Để cho tất cả nhân sự này đều đồng thuận với nhau biết tốt. Và cái điều đó là tốt mà. Rất tốt ạ. Biết em luôn luôn quan điểm là đúng như anh nói lên câu chuyện là ví dụ giả sử mà có một nhân sự nào mà nghỉ chẳng hạn, đúng không, thì bạn phải có người thay thế. Thì ví dụ nhân sự cần tầm trung nghỉ, tự nhiên ví dụ như là bạn ở cấp dưới bạn ấy thay thế được mình, tốt quá tốt luôn chứ không phải không, bởi vì như thế thì ông tầm trung ông sẽ là đỡ được rất là nhiều việc, nhẹ rất nhẹ gánh, và ông có thể tiếp tục leo lên những bậc thang mới hơn. Thì nên tốt nhất là ông tầm trung nên để những ông cấp dưới biết hết tất cả công việc của mình đi, quá xuyến được hết đi, thì tự nhiên ông tầm trung đấy sẽ tiếp theo là sẽ được lên những level mới, biết được những công việc mới. Thì luôn luôn là để cho mọi người phải biết hết thì nó mới quy chuẩn. Mà theo em đọc, em hiểu cái văn, tức là đọc một số các văn hóa kinh doanh của Nhật Bản thì người Nhật không bao giờ giấu việc cả. Đó, luôn luôn chỉ cho đội, tức là đội tiền bối, luôn luôn dạy hậu bối tất cả những gì mà mình biết để hậu bối trưởng thành nhanh nhất có thể. Hậu bối càng trưởng thành càng nhanh thì tiền bối ngày càng nhàn và công việc ngày càng tiến triển, công ty ngày càng phát triển. Khi mà chúng ta đã xây dựng được một cái xây dựng được một cái doanh nghiệp mà có cái gọi là văn hóa đào tạo ấy thì nó giải quyết được cái này đấy. Vâng. Tức là mọi người đào tạo nhau là một là trách nhiệm, nghĩa vụ trách nhiệm. Thứ hai nữa là cho đi kiến thức để nhận kiến thức, cho đi vị trí để nhận vị trí, cho đi tiền để nhận tiền. Và khi mọi người đã hiểu được cái quy luật đấy rồi ấy, thì nó nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Thì các anh thủ lĩnh không phải lo cái việc đấy, có công thức. Ok, xin thêm một vài ý kiến nữa, xin mời chị nghe. Khi có các bài tập đưa ra thì anh ở vai trò chủ lĩnh, anh có cam kết đốc
mọi người hoàn thành đúng tiến độ không? Vâng, cái đấy thì em cũng có kinh nghiệm quản lý em cái đó không? Em sẽ rồi. Anh có sẵn sàng để như anh đang chi tiền của một con lợn ra to. Ai có sẵn sàng? Ai có sẵn đúng cam kết thì bỏ tiền vào đấy không? Theo anh thì mỗi một lần nữa em bỏ bao tiền? Thì tùy em nghĩ sẽ là sẽ có các mức. Cảm ơn. Thấp nhất là bao nhiêu? Nhất khoảng 10.000. Rồi, cao nhất là bao nhiêu? Cao nhất thì 100. Thấp nhất 10.000, cao nhất thì tiến vào giờ đây cũng là. Em cũng được cái này thì mình có thể. Ok. Rồi em suy nghĩ thêm về cái giá trị nhé. Mục tiêu của chúng ta là có một con lợn. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin một tràng hoa tay nào. Hôm trước em xem một cái video rất buồn cười anh bá, tức là giám đốc ghi là đi trễ, nếu đi trễ 1 phút nộp 100.000 đồng, thế là cả công ty không có đi trễ cả, thế là giám đốc mãi không thu được đồng nào, thế là giám đốc bỏ xuống bảo thôi xóa đi 100.000, đi trễ 1 phút nộp 10.000 đồng, thế tự nhiên là nộp thu được bao nhiêu tiền luôn, bởi vì nhân viên nghĩ là đi trễ có 10.000 đồng thôi, thế mọi người cứ đi trễ thế là mọi người thu bao nhiêu tiền luôn, thế thành ra là đầy lợn khi đầy nhanh hơn là khi thu nhiều tiền đấy. Thì nó sẽ rất là ok này, tức là một nhóm của mình có 10 người đúng không? Thì nếu như một người mà không hoàn thành đúng tiến độ thì đơn giản thôi, 1.000 đồng thôi hay là 10.000 đồng thôi, nhưng mà nhân với số thành viên trong nhóm quả đấy mới là quả toi đúng không? Cái nhóm mình 10 người rồi chết một lần cứ 10.000 đồng.